Ok nhá, xin chào tất cả các bác nhá. Thế thì hôm nay cái video này em hiệu sẽ giới thiệu đến cho các bác một cái bộ combo bàn đá, chậu và vòi các bác nhá, để cho các bác có thể là dùng ở trong khu vực gia đình nhá. Mà bác nào có nhu cầu về cả công trình ví dụ như là khách sạn, nhà nghỉ hay là cái gì đó thì em hiệu cũng sẽ cung cấp cho các bác được cái những bộ như này nhá. Bàn đá là bàn đá do bên em tự cắt các bác nhá. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào đầu tiên đó là cái bàn đá. Bàn đá thì là bàn đá màu đen các bác nhá. Bàn đá màu đen, bàn đá chống xước màu đen các bác nhé được cắt hoàn toàn bằng CNC mài vát tất cả các cạnh các bác nhìn này mài các cạnh sắc nét luôn được chưa ạ bạn đã chống xước màu đen các bác nhá, bạn đã chống xước màu đen kích thước của cái bộ bàn này nó là 50 rộng 50 và dài là 70 các bác nhé rộng 50 và dài 70 đấy Thế thì nó, nó bao gồm cái gì nó bao gồm một cái bộ chân bộ chân chữ V này và một bộ ốc vít để các bác gắn lên tường sau đó các bác sẽ đặt cái ông bàn này ở bên trên cái bộ gián này các bác nha có nghĩa là chân giá là đầy đủ chân giá ốc vít là đầy đủ hết cho các bác rồi đó tiếp theo là đến một cái chậu lavabo vuông màu trắng đây thì là các bác có thể xem được cái men của nó rất là trắng luôn rất là đẹp đây, em quay một cái bóng cho các bác xem nhá nhìn cái dáng của cái bộ lao này các bác nhá ở cái phần này ở cái phần bên dưới này nhá các bác nhá thì là người ta đã khoét một lỗ lỗ này là để thông để bắt các bác có thể bắt được si phong luôn vào rồi các bác nhá hình dáng của nó là như thế đấy. thêm một vòi đồng mạ chrome nóng lạnh các bác nhá các bác được sử dụng hoàn toàn cái thương hiệu là Royco các bác nhá Royco và Royco các bác nhá đấy thương hiệu của bên em hàng này là con vòi này là vòi đồng mạ chrome các bác nhá vòi đồng mạ chrome hai chế độ nóng lạnh nóng lạnh đấy con này thì trong khi với các bác là bao cho các bác là nước là khỏe luôn các bác nhá các bác uh, nhìn qua một chút thì uh, đó là em hiệu sẽ lên sóng cho các bác một số cái mẫu chậu đặt bàn tách rời luôn kèm cả bàn đá luôn các bác nhá đấy kèm cả bàn đá luôn được chưa ạ cái sản phẩm này thì em hiệu là có gửi hàng đi toàn quốc các bác nhá sản phẩm này là có gửi hàng đi toàn quốc bộ này và các bác là cái bộ này thì có thêm một cái mẫu nữa là mẫu lao màu trắng các bác nhá ví dụ các bác không thích màu đen thì là các bác chọn lựa chọn màu trắng thì để video để video lần sau ấy là em sẽ quay cho các bác một cái bộ màu trắng các bác nhá và chậu có thể là chậu tròn các bác nhá thì để cho các bác có thể lựa chọn nhưng mà em hiệu sẽ quay ở cái video lần sau và em cũng hiệu sẽ lên vẫn là lên cái vòi này thôi nhưng mà chậu khác và bàn đá màu khác các bác nhé để cho bác các bác có thể lựa chọn đấy bộ này thì dùng cho gia đình cũng rất là đẹp mà giá thành của nó thì rất là vừa phải vừa vừa tiền các bác nhé đấy. màu đen bàn đá chống xước chậu uh, chậu hình chữ nhật la vô hình chữ nhật và một vòi nóng lạnh cao 20 cm hàng đồng mạ chrome các bác nhá. Đấy, sản phẩm mang thương hiệu của Joico luôn. Bộ này thì là si phông và dây cấp da của vòi này là đã có đầy đủ các bác nhá. Bộ này si phông dây cấp của vòi đã có đầy đủ. Eh, video sau em sẽ video sau là em sẽ lên cho các bác một uh, những cái mẫu mà bàn đá màu trắng này hoặc là bàn đá âm này hoặc là những cái mẫu chậu khác các bác nhá. Ok. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì cứ hệ liên hệ với em hiệu. Số điện thoại của em hiệu để phần mô tả bên dưới các bác nhá. Bây giờ xin chào.